nghiên cứu máu người thuần thực vật có khả năng tiêu diệt ung thư gấp 8 lần bình thường. Ngày này năm xưa tôi đã đăng bài viết này và ngày này năm nay tôi đăng lại bài viết này. Tôi chưa bao giờ cầu mong tôi giàu có, nổi tiếng. Vì tôi biết thừa tôi đừng bị ghét, đừng chết đói đã là may lắm rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn nói suốt cuộc đời tôi về giá trị của ăn thực vật bạn ạ. Nghiên cứu này đang chứng minh một lợi ích sức khỏe khác của việc ăn thuần thực vật. Collective Evolution báo cáo rằng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng máu lấy từ người ăn thuần chay có hiệu quả cao hơn 8 lần trong việc tiêu diệt tế bào ung thư khi so sánh với máu lấy từ những người theo chế độ ăn kiêng tiêu chuẩn của Mỹ, gọi tắt là SAD. Trong một loạt các thí nghiệm, các đối tượng thử nghiệm được chỉ định chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Máu của họ sau đó được đọ sức với các tế bào ung thư trong đĩa Petri, với hy vọng xác định chế độ ăn uống nào làm cho máu có hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự phát triển ung thư. Kết quả cho thấy máu thuần chay, sau khi duy trì chế độ ăn thực vật kéo dài 1 năm, có sức mạnh gần gấp 8 lần khi ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Các áp lực cuộc sống, yoga đều có ảnh hưởng đến ung thư, cũng như chế độ ăn kiêng. Một thí nghiệm tương tự, nhưng ngắn hạn khác cho thấy sự tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng chống ung thư vú chỉ sau 14 ngày ăn thực vật và tập thể dục nhẹ. Chỉ 2 tuần ăn trái cây, rau và các loại đậu là ưu tiên hàng đầu, mà người phụ nữ tham gia thử nghiệm đã làm chậm lại sự phát triển ung thư. Một thử nghiệm riêng biệt được thực hiện để đảm bảo rằng nó không tiêu diệt tế bào ung thư toàn bộ nhưng nó có ích, chế độ ăn uống từ thực vật vẫn mạnh gấp đôi khi tấn công các tế bào ung thư. Những lợi ích sức khỏe của việc ăn chế độ ăn thuần chay đã được chia sẻ rộng rãi với tất cả mọi người. Từ tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ đến trường y Harvard đều đồng ý rằng cách ăn này không chỉ có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng mà còn có thể phòng ngừa được trong việc điều trị một số bệnh. Vì vậy, chúng ta có thể vui mừng về những tác dụng phụ tích cực mà chúng ta có được từ lối sống, tuy việc chấm dứt khai thác động vật vẫn chưa chấm dứt. Chi tiết về nghiên cứu có thể được tìm thấy ở đây, có nguồn gốc từ Collective Evolution. Lưu ý, độc giả chỉ ra rằng dầu cá được đưa vào chế độ ăn kiêng ăn chay vegan. Chúng tôi không hỗ trợ việc sử dụng dầu cá.